Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Mới đây sau khi Honda tung ra mẫu xe Honda Winix hoàn toàn mới, nhiều người tin rằng Yamaha sẽ sớm ra mắt mẫu xe Exciter phiên bản được nâng cấp động cơ lên 155 phân khối, trang bị van biến thiên VVA. Phần nào để khỏa lấp được chỗ trống của người hâm mộ thì mới đây Yamaha vừa lặng lẽ cập nhật hai phiên bản là RC và GP như trên mình các bạn đang theo dõi, với những màu sắc và tem xe hoàn toàn mới. Sau đây thì mình sẽ đi cập nhật này, quay cận cảnh cũng như là những cái hình ảnh mới nhất của mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo, và kèm theo đó là mức giá bán mới nhất. Các bạn có thể theo dõi trên trang Yamaha Motor Việt Nam. Đầu tiên là mẫu xe Yamaha Exciter GP hoàn toàn mới với bộ tem quyến rũ. Mình có thể thấy được là cái màu xanh chủ chốt trên chiếc xe này vẫn không sự thay đổi, kèm theo đó là cặp vành cũng màu xanh luôn. Điểm nhấn ở đây chính là cái phần logo cũng như tem xe được sơn trắng. Các bạn có thể nhìn thấy điểm nổi bật và ấn tượng ở chiếc xe này ở phiên bản năm mới nhất này thì Yamaha đã trang bị lên đó một cái phần yên xe với những cái đường chỉ được làm lại nhìn trau chuốt và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe vẫn không có gì thay đổi cả, ngoại trừ là phần logo 150 được làm ở trên phía bưởng đằng trước. Mình có thể nhận xét đây là một đợt cái tem xe cũng như màu sắc hoàn toàn mới trên phiên bản mới này làm cho chiếc xe trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn. Thật sự là Yamaha muốn để thu hút khách hàng hơn ở thời điểm hiện tại, bởi giá bán hiện tại của mẫu xe này đang giảm khá là nhiều so với các tháng trước đây. Theo như mình tham khảo mới nhất thì giá bán đề xuất của mẫu xe Exciter GP hoàn toàn mới này giữ ở mức là 47.490.000 đồng, và nếu như khi về đại lý thì chắc chắn mẫu xe này sẽ được nâng lên giá tiền lên vì là mẫu xe mới, nên các bạn có thể tham khảo. Nhìn về phía đằng sau cũng không có thay đổi nào ở mẫu xe mới của phiên bản GP. Mình đánh giá là khá là cao ở phiên bản mới này. Nếu như các bạn nào mà đang muốn tìm mua thì có thể chờ thêm một chút nữa để có thể trải nghiệm những cái màu sắc hoàn toàn mới trên mẫu xe Yamaha Exciter GP được Yamaha vừa lặng lẽ cho ra mắt nhé. Nhìn khá là cuốn hút và đẹp. Các bạn có thể theo dõi những cái hình ảnh này trên trang mạng Yamaha Motor Việt Nam. Họ đã cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay và mình cũng đã cập nhật được để gửi đến các bạn tham khảo thông qua video này. Và giá bán hiện tại là 47.490.000 đồng. Đây là giá bán đề xuất của hãng. Tiếp theo là một phiên bản Exciter RC hoàn toàn mới. Đây là màu sắc xám cam. Các bạn theo dõi nhé. Trước đây cái màu cam đã được thay thế bằng màu sắc này. Các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Mình thấy cái màu sắc này khá giống với phiên bản hoàng hôn của phiên bản giới hạn. Trên tổng thể màu xám sẽ là một chút màu đen này, kèm theo đó là những cái logo và họa tiết điểm nhấn là màu cam. Vành xe với những đường chỉ cũng là màu cam luôn. Mình khá là thích ở cái phiên bản này. Nếu như các bạn nào mà thường xuyên theo dõi những cái phiên bản giới hạn, phiên bản là Đắc và Đan hoàng hôn bình minh thì các bạn có thể thấy rõ là phiên bản này gần như giống hoàn toàn. Nếu mà nhìn từ phía trước này nhá, giống như hoàn toàn giống như phiên bản hoàng hôn của Exciter giới hạn năm 2019. Theo mình cập nhật mới nhất thì về động cơ thì không sự thay đổi nào cả, ngoại trừ chỉ tem xe và màu sắc thôi. Nên đây là một phiên bản gần như là để thu hút khách hàng hơn ở thời điểm hiện tại. Theo như mình cập nhật mới nhất thì giá bán cũng không có sự thay đổi nào cả. Nếu như những cái màu sắc này mà về đại lý chắc chắn sẽ giá bán sẽ được tăng lên, dao động trong khoảng từ 500 đến 1 triệu đồng thông qua các đại lý do Yamaha ủy nhiệm trên toàn quốc nhé. Cái tem xe trên phiên bản mới này mình thấy khá là cuốn hút luôn. Những cái đường chỉ này cũng như những cái phá cách, đặc biệt là cái tem Exciter được làm to bản trải dài trên toàn bộ thân xe, kèm theo đó là logo 150. Hầu như là cái phiên bản này được trang bị hoàn toàn cho các màu sắc khác nhau trên phiên bản RC năm 2019 này. Phần đuôi xe thì khá là giống nhau ở tất cả các phiên bản. Vẫn sử dụng cặp lốp khá là to 120/80/17. Khá là cuốn hút đấy. Mình cũng mới cập nhật được thôi nên mình muốn đăng lại những cái hình ảnh mới nhất này trên Yamaha Motor Việt Nam để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Các bạn nào như mình đã nói rồi, các bạn nào mà đang quyết định mua mẫu xe này thì các bạn nên nán lại một chút thôi. Chắc trong thời gian khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa là mẫu xe này sẽ được đưa về đại lý, phân phối các đại lý trên toàn quốc. Tiếp theo đây là mẫu xe Yamaha Exciter RC phiên bản màu đen nhám. Thật sự mình khá là thích cái phiên bản này với những logo và họa tiết Exciter 150 được làm phá cách tạo những điểm nhấn nhất định trên mẫu xe. Các bạn có thể thấy khá là đẹp hơn so với cái mẫu xe Exciter RC trước đây được có những cái đường chỉ màu xanh tạo cảm giác điểm nhấn mình không thích lắm so với cái phiên bản từ năm 2018 trở về trước, phiên bản đen nhám có chỉ màu đỏ. Nhưng mà đây sẽ là một cái lựa chọn hợp lý hơn cho những bạn nào yêu thích cái màu đen huyền bí của mẫu xe Yamaha Exciter RC này. Về phần đầu xe thì khá giống các phiên bản nên mình không giới thiệu nhiều. Tuy nhiên có những cái điểm nhấn nhất định trên những cái màu sắc để các bạn có thể theo dõi cũng như thông qua video của mình. Một góc khác này cũng làm chiếc xe trở nên rất là đẹp hơn, bắt mắt hơn. Toàn bộ màu sắc của xe đều là màu đen hết, ngoại trừ có một chút logo và họa tiết tem xe Exciter thôi, được làm to bản và trải dài trên thân xe thôi. Rất đẹp các bạn ạ, mình đánh giá khá cao ở những cái chi tiết thiết kế của phiên bản mới này. Đây là những cái cập nhật mới nhất luôn. Có lẽ là nhiều bạn sẽ chưa làm video này đâu. Mình muốn là đăng đến để gửi đến các bạn. Trong thời gian tới nếu mẫu xe này về đại lý thì mình sẽ cập nhật cũng như quay cận cảnh chi tiết để giới thiệu các bạn để bạn có thể tham khảo được nhiều hơn. Rất đẹp, rất bắt mắt, rất toàn diện, mình nghĩ là thế. Ở phiên bản RC này được trang bị rất nhiều các màu sắc. Theo mình tham khảo được thì ở phiên bản RC được trang bị tới 4 màu sắc, vẫn như thế là màu cam này nhưng mà đã thay đổi bằng màu xám cam. Theo đó là tiếp theo đó là màu đen, đen nhám và màu đỏ nhám và màu trắng đỏ. Màu trắng đỏ thì ở đây trắng được hoàn toàn nhiều hơn thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cụ thể đến các bạn để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Rất nhiều những hình ảnh, rất nhiều các màu sắc hấp dẫn. Mình khá là thích với những cái phiên bản này. Và giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là giá bán đề xuất là 46.990.000 đồng. Tiếp theo là màu đỏ nhám. Về cái tem xe như mình đã giới thiệu rồi, vẫn trải dài trên thân xe là những họa tiết Exciter và logo của 150 phân khối, đồng thời là những cái logo như diasin này hay những cái tem của hãng Yamaha. Và giá bán đề xuất của mẫu xe này, của phiên bản màu đỏ nhám này vẫn là 46.990.000. Màu sắc này thì có vẻ là khá giống với phiên bản trước đây. Mình thấy nổi bật nhất chỉ có hai phiên bản là phiên bản đen nhám và phiên bản xám cam, là hai phiên bản đó là có thay đổi toàn diện mà tạo cảm giác nhìn ấn tượng và bắt mắt. Đây là phần đầu xe của màu đỏ nhám, rất đẹp các bạn ạ. Như này là gần giống với cả cái phiên bản trước đây thôi, không có gì thay đổi nhiều. Đường chỉ trên mâm xe vẫn là màu trắng nhé các bạn nhé, vẫn là màu trắng. Những cái phần yên xe thì theo như mình cập nhật mới nhất ấy, thì phần yên xe của mẫu xe mới này đã có sự thay đổi, tạo cảm giác chắc chắn với những cái màu sắc này sẽ làm cho nhiều người trở nên hào hứng hơn, và đặc biệt đối với những cái màu sắc mới của phiên bản RC này. Đây là có như lẽ là những cái màu sắc mới nhất rồi. Nổi bật trên toàn bộ thân xe là những cái logo họa tiết được làm nổi lên, tạo cảm giác nhất là định luôn. Mình cảm thấy điểm nhấn ấy, chắc chắn ở cái phần tem xe và màu sắc này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình nhé. Nếu bạn nào muốn cập nhật nhiều hơn những thông tin về động cơ cũng như những cái trang bị tiện ích trên xe ấy, thì bạn có thể tham khảo thông qua trang web của Yamaha Motor Việt Nam. Họ có thể giới thiệu rất là cụ thể và chi tiết luôn để các bạn có thể tham khảo. Đồng thời cũng cập nhật cái giá bán đề xuất, thì ở đây mình cũng đã đưa ra cái giá bán đề xuất rồi, kèm theo đó là những cái màu sắc rất là hấp dẫn rồi. Một góc khác của chiếc xe phiên bản màu đỏ nhám rất đẹp. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Mình lưu ý các bạn nhé, cố gắng để chờ đợi để mua phiên bản này. Đây là phiên bản màu trắng đỏ, phiên bản mới nhất đây. Nhìn cũng khá là hay, khá là cuốn hút. Mình có cảm giác khá giống với mẫu xe, cái màu sắc trắng đỏ của mẫu xe Yamaha Jupiter mới năm 2019 vừa rồi. Những cái điểm nhấn trở lên là tạo một điểm nhấn nhất định trên mẫu xe này. Và giá bán hiện tại của cái phiên bản màu trắng đỏ này cũng giữ ở mức là 46.990.000 đồng. Như mình đã nhắc ở đầu video rồi nhé, cái phần yên xe ấy, có sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, đặc biệt là cái màu sắc của yên xe. Ở phiên bản mới này thì không còn cái yên kiểu dạng như những cái màu sắc trước nữa, mà tạo những cái đường chỉ, tạo điểm nhấn, tạo ra cái hơi thở mới lạ, những cái làn gió mới lạ cho cái phiên bản này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình, nhìn cái phần yên xe tạo cảm giác rất là khác hơn. Trên phiên bản màu trắng đỏ này thì phần đường chỉ của bánh xe ấy, được trang bị tem màu đỏ. Nhìn tổng thể thì mình đánh giá khá cao, cũng khá là cao ở cái phiên bản màu trắng đỏ này. Chỉ có phiên bản màu đỏ nhám là có cái phần là giống với phiên bản trước thôi, còn màu trắng đỏ này cũng có sự lột xác hoàn toàn. Đặc biệt màu trắng tạo cảm giác rất là nhiều trên toàn bộ thân xe, kèm theo đó là những cái mảng màu đỏ tạo cảm giác nhất định cho mẫu xe này. Đây là một góc ở phía cuối, nhìn từ phía cuối lên của xe. Những trang bị trên mẫu xe Yamaha Exciter RC 2019 mới, hoàn toàn mới này ấy, vẫn là những trang bị điển hình như màn hình điện tử Full LCD, kèm theo nút tắt bật động cơ này, cũng như là nút passing xin vượt, và một số những chi tiết khác như là chìa khóa có thể phạm vi tìm xe trong phạm vi khoảng 20 m, đồng thời đèn pha trước cũng là đèn pha LED hoàn toàn. Những cái trang bị nhất là điển hình trên mẫu xe mới, hoàn toàn mới này của Yamaha. Đây là một làn gió mới, có thể là làn gió mới để thu hút khách hàng hơn ở thời điểm hiện tại. Và ở thời điểm hiện tại thì mẫu xe này được đánh giá khá là cao luôn. Mình đánh giá khá là cao ở mẫu xe này bởi giá thành rẻ này, kèm theo đó là những chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn và ưu đãi. Đặc biệt là trúng hai mẫu xe mô tô là Yamaha TX 150 và mẫu xe Yamaha R3. Mẫu xe rất là nổi trội luôn, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.